Mẹ nói gãy con. Viết lông. Viết lông. Con làm hỏng cái gì rồi mẹ quát nhá. Đấy con làm thế nào thế này. Ơ hay. Con nghịch lắm cơ con à. Long ơi con gãy con. Con có muốn mẹ đánh đòn không con? Con ơi, nó rơi nó bay bây giờ thì con nhặt cái áo, con tháo ra con mang cái áo vào trong nhà. Cầm cái áo vào trong nhà, mau lên không có rơi. Mang vào trong nhà. Nghịch như quỷ sứ. Mẹ lơ. Mẹ lơ. Non papa veut pas venir. Con nghịch quá nhá. Est-ce que tu te rappelles ça a été le Ken?
bờ ken mẹ rông cờ sai tê là rua căng giờ tớ đi nên nên đi giờ tớ đi cái phải thôi show để đăng giờ giờ đo sóc chia không bước cơ phạt chia sao nữa ok à